Chị ơi, chị đeo khẩu trang vào được. Má anh chưa bị rồi đấy. Chưa chị. Bất tử luôn. Trừ mà chưa bị là bất tử luôn. Nhiều khi bị không biết. Trừ ra đường mình không còn ai mà dịch dịch nữa. Trong quê chị chẳng thấy bà con đi từ năm rồi năm rồi. Cái chỗ mình là ẩm sẵn. Nước nó vào đi xem. Miễn dịch cộng đồng.
chồng chị nó à? Ừ. Chồng chị Dung. Cái trứng vịt nó là còn kho lẫn còn cứng hả đây? Ừ. Thôi, ngon vậy. Còn kho nó còn dơ. Mà thịt nó thấm quá, nó hơi bị mẹ đúng không? Thịt nó mang còn đỡ, dân miền Tây nó nấu kiểu mỡ hơn nữa kìa. Cái là nấu rụt hơn đó nữa mà. Ừ. Vậy chắc đi sửa điện thoại rồi. Thôi cháu đi mua sợi dây. Mấy con gì à? Con đi với bò con. Cái mẹ cứ mua đi tìm cho con đi tìm. Hồi nó có lớp mùa có hồi xưa có mẹ để lợi á. Ừ. Nó đồ đeo quá nó. Chưa đeo để cho dễ nuôi á. Hồi xưa khó á. Cái vô thài làm phép có lớp mùa á. Đi túi đi đồ là đeo vô. Để miếng nào vừa, chị để miếng nào vừa. Không dám bấm lỗ tèo quá. Sợ bà đa. Nó lớn rồi mà. Nhưng mà sợ bà đa. Mãi kèo nó bấm lại bấm 5 tháng rồi hay em biết. Cái bữa nó còn lớn quá khó bấm á. Mấy người lấy cái bút mấy người chọc qua trời. Bút không sôi chọc được. Có nhiều người lấy cái bút chọc qua đây kìa. Ừ. Số đâm lũng được trời. Mẹ chị đây bà vô á, kêu ro cái bò nó, bà lấy cái bút chọc vô nhanh lắm con. Mà thường mình có cái má bén như là nó chọc vô bút. Phải có đủ sắc nhọn chứ, bút không số đâm được. Đâm qua lớp do đâu phải đơn giản rồi.
hồi xưa cứ đeo cái giấy chiếu biết đó. Sao nó biết? Hồi xưa em là xóa bằng kim may đồ, kim nhíp đồ á.